Đội trưởng U20 Indonesia, U20 Việt Nam đánh giá sai đối thủ. Đội trưởng Muhammad Ferrari cho rằng U20 Việt Nam đánh giá quá thấp U20. Indonesia khi hai đội đối đầu nhau trong khuôn khổ bảng F vòng loại U20 châu Á 2023. Chúng tôi biết điểm yếu của U20 Việt Nam trong khi họ đánh giá sai các cầu thủ U20 Indonesia. Chúng tôi có tâm lý vững vàng nên có thể xoay chuyển tình thế sau khi U20 Việt Nam vươn lên dẫn trước. Huấn luyện viên Shin Tae-yong chuẩn bị tốt về mặt tinh thần cho các cầu thủ. Đội trưởng U20 Indonesia Muhammad Ferrari chia sẻ với truyền thông sau trận đấu gặp U20 Việt Nam. Cuộc đọ sức giữa hai đội trong khuôn khổ vòng loại U20 châu Á 2023 diễn ra với kịch bản kịch tính. U20 Indonesia vươn lên dẫn trước nhờ cú sút xa đẹp mắt của Marcelino Ferdinand. Chỉ ít phút sau, U20 Việt Nam có liên tiếp hai bàn thắng từ pha phản lưới nhà của Muhammad Ferrari và cú sút chính xác của Đinh Xuân Tiến để vươn lên dẫn trước. Cuối trận đấu, chính Ferrari lập công chuộc tội bằng pha bật cao đánh đầu quân bình tỷ số 2-2 cho U20 Indonesia trước khi Rabani Siddiq dễ dàng đệm bóng cận thành ghi bàn ấn định chiến thắng cho chủ nhà. Ngôi sao trẻ của câu lạc bộ Persija Jakarta vừa trải qua một trận đấu với tất cả cung bậc cảm xúc. Trung vệ Muhammad Ferrari nói thêm, bản thân tôi không chịu áp lực nào từ cổ động viên trên sân. Tôi thực sự biết ơn khi người hâm mộ cổ vũ cho chúng tôi và đây là động lực để U20 Indonesia có thể phát triển. Các cầu thủ bóng đá rất cần điều này. Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn với đồng đội của mình. U20 Indonesia đã có màn phục thù trước U20 Việt Nam. Trong khi đó, huấn luyện viên Shin Tae-yong chia sẻ, một khi chúng tôi ghi được bàn thắng đầu tiên, có lẽ các cầu thủ đã nghĩ trận đấu sẽ dễ dàng hơn và mất tập trung. Và chúng tôi đã để thủng lưới hai bàn liên tiếp. Nhưng các cầu thủ đã lật ngược thế cờ để giành chiến thắng chung cuộc 3-2. U20 Indonesia đang mạnh lên. Vì chúng tôi rơi vào tình thế ngặt nghèo nhất nhưng vẫn có thể đảo ngược thế cờ. Tôi biết ơn và rất tự hào về các cầu thủ. Cả U20 Việt Nam và U20 Indonesia đều giành quyền vào vòng chung kết U20 châu Á 2023. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại vòng loại.